bắt nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, nguyên trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long bị khởi tố bắt tạm giam. Theo đó, ông Phạm Hồng Hà bị cáo buộc có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và quản lý Vịnh Hạ Long. Cụ thể, công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hai đơn vị nêu trên. Qua điều tra bước đầu xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 đã tham gia ký hợp đồng quản lý bảo trì tuyến đường thủy nội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Tranh với Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác. Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của nhà nước, đồng thời thông đồng với một số cán bộ ban quản lý Vịnh Hạ Long để tạo điều kiện việc ký hợp đồng quản lý bảo trì đảm bảo điều tiết giao thông tại Vịnh Hạ Long trái quy định pháp luật. Căn cứ điều tra, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 4 khoản 174 Bộ luật hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can: Phạm Văn Phả, chủ tịch hội đồng quản trị; Đỗ Công Hào, giám đốc; Phạm Văn Trinh, phó giám đốc. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm Nguyễn Hải Anh, nguyên phó đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư, nguyên trưởng phòng kế hoạch; Lê Kim Hoa, nhân viên công ty. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên ban quản lý Vịnh Hạ Long. Các bị cáo gồm Bùi Sĩ Giáp, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ tôn tạo cảnh quan quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên ban quản lý Vịnh Hạ Long về hành vi nhận hối lộ quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ luật hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Các lệnh khởi tố bắt tạm giam và khám xét cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn theo quy định. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phạm Hồng Hà, thu giữ một số tài liệu và niêm phong nhiều siêu xe tại đây. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Phạm Hồng Hà đứng tên xe giá trị thấp nhất trong 4 siêu xe bị tạm giữ. Trong 4 siêu xe bị tạm giữ, ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long Quảng Ninh, nguyên trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long đứng tên chiếc xe có giá trị thấp nhất. Theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm tỉnh Quảng Ninh, căn cứ vào biển kiểm soát những chiếc xe bị niêm phong trong quá trình khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà tại đường Trần Quốc Nghĩễn, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông này chỉ đứng tên chính chủ xe VinFast Luxury 200 bản cao cấp có biển kiểm soát 14A562XX, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam. Chiếc xe này đăng ký lần đầu vào tháng 5 năm 2021. Thêm này là ông Hà đã nghỉ hưu. Theo giá thị trường tại thời điểm năm 2021, bản cao cấp của chiếc xe VinFast này trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng. 3 chiếc siêu xe còn lại do một công ty và 2 cá nhân khác cùng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đứng tên. Cụ thể, chiếc Mercedes-Benz E300 biển kiểm soát 14A256XX, sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu vào tháng 7 năm 2017 do một công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở ở thành phố Hạ Long đứng tên. Chiếc xe Lexus ES250 biển kiểm soát 14A388XX, sản xuất năm 2018 tại Nhật Bản, đăng ký lần đầu vào tháng 6 năm 2019, đứng tên chính chủ là một cá nhân ở thành phố Hạ Long. Tương tự, chiếc xe Lexus LX570 biển kiểm soát 14A233XX, sản xuất năm 2016 tại Nhật Bản, đăng ký lần đầu vào tháng 12 năm 2016, cũng đứng tên chính chủ một cá nhân ở thành phố Hạ Long. Cơ quan an ninh đã mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, cơ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hạ Long, nguyên trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định. Quá trình khám xét các biệt thự của ông Phạm Hòa tại đường Trần Quốc Nghĩễn, cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 siêu xe hạng sang, tổng giá trị 4 chiếc xe khoảng trên dưới 10 tỷ đồng. Cả 4 chiếc xe nêu trên được đưa ra từ biệt thự của ông Hà, được niêm phong và đưa lên 4 xe cứu hộ giao thông. Hiện vụ án vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Để kết thúc chương trình là bài thơ Cảm ơn người đốt lò lịch sử của tác giả Trần Ngọc Huân. Phạm Tuyên xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, bình an. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Đất nước 4.000 năm lịch sử, thời vua Hùng dựng nước tới nay. Thăng trầm dậu năm đổi thay, ta người nước Việt dựng xây vững bền. Đảng Cộng sản 12 đại hội, Bác Hồ đã dẫn lối chỉ đường. Bác Trọng như một vầng dương, nhóm lò đốt hết những phường gian manh. Lời hiệu triệu toàn dân hưởng ứng, cùng cụ Tổng ta hãy đứng lên. Âm vang như tiếng sấm rền, quyết tâm diệt hết nội xâm tham tàn. Lò đã nóng cùi tươi phải cháy, đốt gộc và nó hóa thành than. Chiến công in đậm sử vàng, công ơn của cụ vẻ vang muôn đời. Tính nhân đạo giờ cao đánh khẽ, tình đồng chí cụ để đường lui. Không đập một phát chết tươi, mà để cho chúng có thời nghĩ suy.